Đây là ba cây mắt hồng to của mình. Hôm rồi ra bông rất là đẹp luôn, nhưng mà mình đã cắt hết rồi các bạn, tại vì sợ bị rầy. Và hôm nay mình sẽ cắt con ra nhân giống tiếp các bạn. Rất là nhiều con. Quá chừng con luôn các bạn. Đây ba cây mẹ mình đã cắt hết con nhỏ lớn rồi, còn con nhỏ thì con nhỏ từ từ nó sẽ lớn lên nha các bạn. Mình bật ra nhân giống những cái lá gốc này. Rồi cái này mình trồng lại sau 2 ngày nha. Để trong mát và 2 ngày sau mình tưới nước nha các bạn, và các bạn tưới lại khi đất khô. Đây là những cây con đây các bạn, của cây má hồng đây. Những cây cao hơn mà lần trước mình đã nhân giống rồi, lớn rất là đẹp luôn. Đây là những cây con cắt ra đây các bạn. Này mình trồng trong chậu nhỏ nè. Này rất là khỏe đẹp rồi. This is the babies. Some of the babies I cut it. Now it's so nice. And this is the mother plants. Now she has so many new babies again. Còn đây là cây mẹ đây các bạn. Đây cây mẹ rất là nhiều con luôn. Cây má hồng này nó rất là dễ chăm luôn các bạn. Xong một tuần nhịn nước bạn, trời rất nóng cho nên không có tưới. Hồi tối mới tưới cho các em và hôm nay phải trực tiếp.
I watered for them last night and Nitsu blew the water. I will have the blower, the air duster for sale on my website soon. So later, check it out. Maybe I think 10 days or 7 days later. Some of my succulent get burned by the heat. Một số cây sen của mình cũng bị cháy rồi các bạn. Cháy nám luôn. Quá sợ nóng. Đây là kết quả của sau hơn một tuần nắng nóng. Quá trời nóng luôn các bạn. Đỉnh điểm là 42 độ. Rồi em này ra đi xỉn. Em này khô quéo luôn. Trước đó thì rất là đẹp luôn. Khô quéo. This is the result after 1 week super hot in California. Super hot, 108 degrees. See my this one logo succulent but still die rot. Cây này là sen logo nha các bạn. Sen local, sen phổ thông á mà vẫn còn chưa hết. Lum mèn. Characteristic serum. So sad. Sau khi phẫu thuật đấy các bạn. After I cut it. Sometimes they are still alive. Sometimes not. Need to cut this one also. Lâm mình. This one is white champagne. Đây là cây white champagne đây các bạn. Lần trước bị úng nè, mình cũng cắt và nó vẫn sống nha các bạn. White champagne. It's the rot one side and then I cut it still alive. Sometimes they are still really strong. See the baby,